Thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học của ngày 18 tháng 2 năm 2023. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa yêu của chúng con, mỗi ngày chúng con học lời của Chúa, xin Chúa cho chúng con biết dành thời gian của mình, lắng lòng mình xuống để lắng nghe tiếng của Chúa. Xin Chúa Ngài ở cùng dẫn dắt chúng con. Cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, bài học của chúng ta hôm nay có cái đề tựa đó là Người Chúa Chọn. Và phần kinh thánh mà chúng ta sẽ cùng học đó là Jeremy đoạn 40, câu 5 đến câu 12. Vì Jeremy còn chưa trở về, nên Nebuzaradan tiếp thêm rằng hãy về cùng con trai Ahikam, cháu Safan là Zedalia, tức người mà vua Babylon đã lập làm tổng đốc các thành Juda, hãy ở cùng người giữa dân sự. Hay là ngươi thích ý đi đâu thì đi đó, đoạn quan làm đầu thị vệ cho người lương thực cùng lễ vật và thả đi. Jeremy bèn đến cùng Zedalia, con trai Ahikam ở Mít-ba và ở với người giữa dân sự còn sót lại trong đất. Phàm những người đầu đảng còn giữ chốn thôn quê cùng thủ hạ mình, nghe rằng vua Babylon đã lập Zedalia, con trai Ahikam làm tổng đốc trong đất, và nghe vua đã giao phó cho người những đàn ông, đàn bà, trẻ con, cùng những kẻ rất nghèo khó trong đất, chưa bị đem qua Babylon làm phu tù. Họ bèn đến cùng Zedalia tại Mít-ba, ấy là Ismael, con trai của Nethania, Johanan và Jonathan, con trai Kareat, Zeraja, con trai Tanhumet, các con trai của Ephai ở Netopha và Jesania, con trai người Maaka, cùng những người đồng đi với họ. Zeralia, con trai Ahikam, cháu Safan, dùng lời thề mà hứa với các người ấy cùng thủ hạ họ rằng: chớ ngại làm tôi người canh đê, hãy ở trong đất và làm tôi vua Babylon thì các ngươi sẽ được ích. Về phần ta, này ta sẽ ở lại Mít-ba đặng chầu những người canh đê sẽ đến đây, nhưng các ngươi hãy thâu rượu, trái mùa hạ và dầu, hãy đựng vào bình các ngươi và lập nghiệp trong các thành mình đã chiếm lấy. Hết thảy người Juda ở trong Moab, giữa con cái Ammon, trong Edom và các xứ, nghe vua Babylon đã để mấy người còn sót ở lại trong Juda và nghe đã đặt Zedalia, con trai Ahikam, cháu Safan làm tổng đốc. Các người Juda đó bèn từ các nơi mình đã bị đuổi đến mà trở về trong đất Juda, đến cùng Zedalia tại Mít-ba thâu rượu và trái mùa hạ nhiều lắm. Chúng ta cùng quay lại phần bài học với câu gốc là câu 5 phần B và câu hỏi suy gẫm: ông Zedalia được vua Nebuchadnezzar bổ nhiệm làm gì? Vì sao vua Babylon chọn ông? Ngày nay Chúa chọn người phục vụ Ngài như thế nào? Bạn làm gì khi biết Chúa chọn mình? Sau khi những người tại Jerusalem và Juda bị bắt làm phu tù tại Babylon, thì trong xứ Juda vẫn còn sót lại những người dân nghèo khổ. Vua Nebuchadnezzar đã bổ nhiệm ông Zedalia, con trai ông Ahikam, cháu của ông Safan, làm tổng đốc trong xứ. Nhiệm vụ của ông là quản lý những người còn lại, bao gồm những đàn ông, đàn bà, trẻ con cùng những kẻ rất nghèo khó trong đất, chưa bị đem qua Babylon làm phu tù như trong câu 7 có chép. Nghe tin vua Babylon đã lập ông Zedalia làm tổng đốc, những viên chỉ huy của quân sĩ Juda dưới quyền ở các địa phương đều đến gặp ông tại Mít-ba. Không những thế, còn có những người Do Thái đã tản mát ở Moab, Ammon, Edom và khắp các nước khác đồng trở về xứ như trong câu 11 và câu 12. Ông Zeralia khuyên mọi người đừng ngại việc phải làm tôi cho người canh đê. Hãy cứ ở lại trong xứ và thuận phục trong giai đoạn này thì sẽ được an cư lạc nghiệp. Riêng ông sẽ ở tại Mít-ba để đại diện họ trước mặt người canh đê. Trách nhiệm của họ là cứ yên tâm canh tác. Năm ấy Đức Chúa Trời cho mùa thu hoạch nho cùng các nông sản khác đều nhiều vô số như trong câu 12 phần B. Có thể nói đây là dấu hiệu rõ ràng về thành quả trong chức vụ của ông Zedalia nhận lãnh. Chúng ta có thể nghĩ rằng vì ông Zedalia là người tài giỏi và vừa lòng vua Babylon nên được vua tín nhiệm, hoặc vì ông có một người cha kính sợ Chúa là ông Ahikam,
người đã cứu tiên tri Jeremy như ở trong Jeremy đoạn 26 câu 24, nên ông được Chúa chọn. Nhưng trên thực tế, Chúa chọn ai là tùy theo ý muốn của Ngài, như trong Mát, Tin Lành Mát đoạn 2 câu 14. Và vì Chúa muốn dùng người Ngài chọn để phục vụ cho mục đích của Ngài, như ở trong công vụ đoạn 9 câu 15 và câu 16. Dĩ nhiên, khi vua Babylon chọn bổ nhiệm chức tổng đốc, vua cũng có những cái tiêu chuẩn riêng, nhưng mà vượt lên trên những cái tính toán của con người là quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm nghiêng lệch nó bền nào tùy ý Ngài muốn, như châm ngôn đoạn 21 câu 1. Ngày nay Chúa cũng tiếp tục chọn nhiều người để gánh vác công việc nhà Chúa. Có người Chúa chọn để dâng trọn cuộc đời làm mục sư, truyền đạo, giáo sĩ. Có người Chúa chọn phục vụ trong các lĩnh vực khác nhau để tất cả đều cùng nhau đóng góp gây dựng phát triển hội thánh địa phương. Đừng ai tưởng rằng tôi chọn Chúa mà phải nhớ là Chúa chọn tôi. Cũng đừng ai kiêu ngạo nghĩ rằng Chúa chọn tôi vì tôi có khả năng đặc biệt hoặc thành tích hơn người, nhưng phải thấy ơn Ngài dành cho tôi là người bất toàn để có thể biết ơn Chúa và khiêm nhường phục vụ tốt hơn. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng quay lại với phần kinh thánh của chúng ta. Và cảm ơn Chúa là các đầy tớ của Chúa soạn bài học của chúng ta hết sức là tuyệt vời. Chúng ta chỉ cần đọc cái phần học đó là chúng ta đã thấy bài học mà Chúa dành cho mỗi chúng ta. Chúng ta thấy ở đây nói đến một người được Chúa chọn, và nhưng được vua Babylon chọn đó để lập làm tổng đốc các thành ở Juda. Nhưng mà chúng ta đã đọc qua bài học mà các đệ tử của Chúa, các mục sư đã soạn cho chúng ta rồi, đó là Chúa toàn quyền chọn lựa và Chúa toàn quyền trên các vua. Cho nên vua Babylon ở đây mình thấy rằng mặc dù ông vua Babylon đã Nebuchadnezzar đã lập Gedalia để làm tổng đốc, nhưng trên hết chúng ta thấy đó là sự kiểm soát, sự ban cho hay là sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thấy rằng Chúa đang kiểm soát dòng lịch sử của nhân loại, và Chúa yêu thương những người thuộc về Ngài, và Chúa thấy được tấm lòng của những con người đó để chọn lựa. Chúng ta thấy ông Phaolô, nếu như chúng ta chọn đó, nếu như chúng ta chọn, chúng ta là người ở trong hội thánh đi, là người mà đang bị ông Phaolô đi bắt bớ. Cứ ở chỗ nào có những người theo Giê-xu thì ông Phaolô xông vào nhà bắt, kể cả đàn bà cũng bắt, người nào theo cũng bắt, theo Chúa Giê-xu là bắt. Và rồi ông còn đứng để cho người ta ném đá những người đó. Ông vui thỏa vì điều đó. Thì nghĩ đi, nếu chúng ta là người chọn cái người mà để làm việc cho Chúa, thì chúng ta có chọn cái người mà đang bắt bớ Chúa như ông Phaolô không? Nếu theo cái nhìn của chúng ta, không bao giờ chúng ta chọn. Nhưng chính Chúa đã chọn ông Phaolô để ông làm công việc của chính Chúa giao cho. Như vậy thì mình phải thấy được một điểm, đó là đừng nhìn theo cái nhìn của con người hay là loài người của mình. Và đừng bao giờ nghĩ rằng ồ, người đó không thể làm được đâu, cái chỗ đó phải là ông nọ ông kia. Và mình luôn luôn tìm cách chọn theo ý của mình. Mình luôn luôn nghĩ người đó có khả năng, người đó xứng đáng. Nhưng mà kỳ thật không phải. Đương nhiên một người yêu mến Chúa, một người có cái một cái phẩm hạnh, như chúng ta thấy rằng chọn các chấp sự thì chọn những người có danh tốt. Cho nên những người nào yêu mến Chúa thì mới được lọt vào ở trong cái vị trí được chọn. Chúa chọn ông Phaolô bởi vì Chúa biết ông là một người mà khi Chúa chọn rồi, Chúa biến đổi rồi, thì ông sẽ rất là trung tín để bước theo Chúa. Chúa biết hết. Cho nên loài người thì nhìn ở bên ngoài, nhưng mà Đức Chúa Trời thì xem xét ở trong lòng chúng ta, dò xét hết mọi tư tưởng ở trong lòng. Nhưng để được Chúa chọn thì đương nhiên chúng ta phải yêu mến Chúa. Bởi vì ông Gedalia này ở đây nhắc đến ba đời lận, có nghĩa là ông nội của ông, rồi ba của ông và ông đó. Thấy không? Chúng ta thấy nè, con trai của Ahikam, cháu Sa-phan là Gedalia.
Bởi vì dòng họ của ông mà ở đây có nói mà trong bài học chúng ta biết đó, đó là chúng ta thấy rằng ông Ahikam tức là người đã cứu tiên tri Jeremy. Như vậy thì Ahikam là một người rất là yêu mến Chúa. Cho nên Gedalia là con trai của Ahikam. Cho nên lại tin một người con của một người yêu mến Chúa và được Chúa chọn nữa thì tin chắc rằng ông Gedalia là người rất yêu mến Chúa. Như vậy thì điều chúng ta thấy đó là để được Chúa chọn thì chúng ta phải là một người có tấm lòng. Có tấm lòng. Còn ở đây theo bài học của các đầy tớ của Chúa soạn, đó là chúng ta được Chúa chọn vì Chúa chọn và Chúa toàn quyền quyết định khi Chúa chọn chúng ta. Nhớ điều đó. Cho nên ở đây mình học được nhiều bài học lắm của Chúa anh chị em, mà không có sự mâu thuẫn ở đây nha. Mình phải để ý mình mới thấy. Bởi vì Chúa, mình nói rồi, con người thì xét ở bề ngoài nhưng mà Chúa xét ở trong tấm lòng. Theo tiêu chuẩn của loài người, theo cái mắt nhìn của chúng ta, nhiều khi đó những người đến chọn ở gia đình của ông David để tìm ông để làm mua thấy anh của ông, những người to lớn, những người đẹp đẽ tìm cách chọn. À xin lỗi, ông Sauler, ông Sauler, vua Sauler. Nhưng mà cuối cùng thì chọn ông Sauler. Hay là đúng rồi, khi mà đến chọn ông David cũng vậy. Đến chọn ông David thì nhìn hết những người từ trên xuống dưới, từ anh đến em, cuối cùng kho Chúa bảo không có chọn ông chọn, thì cuối cùng chọn ông David, ông là người nhỏ bé thôi. Như vậy thì theo cái nhìn của con người thì nhiều khi mình nhìn mình tưởng là đó là điều người chọn, người được Chúa chọn và mình muốn chọn, nhưng mà kỳ thực lưu ý cho đó là Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy ở trong lòng. Chúa chọn theo ý của Chúa. Cho nên đó, rồi mình học thêm một bài học nữa là để được Chúa chọn thì chúng ta phải có tấm lòng. Chúng ta phải yêu mến Chúa. Và Chúa thấy được cái điều đó để Chúa chọn chúng ta. Cho nên người nào được Chúa đặt để ở vị trí nào chúng ta phải thuận phục. Mục sư được Chúa giao về, chọn để đem về hầu việc Chúa ở hội thánh của chúng ta, đưa về hầu việc Chúa với chúng ta thì chúng ta phải thuận phục. Và mục sư thì sao? Chúa chọn những người cùng làm việc với mình, những anh em của mình, dẫu có thể những anh em của mình có những cái điều mà không có ưng ý mình thì cũng phải biết rằng đó là người Chúa chọn để làm việc với mình. Thì tại sao mình lại không làm việc với nhau được? Xin Chúa giúp cho chúng ta. Và cảm ơn Chúa, một điều nữa chúng ta thấy rằng người được Chúa chọn thì người đó sẽ kết quả cho Chúa. Bởi vì khi mà ông Gedalia ông lên làm tổng đốc rồi đó thì người ta nghe ở đây lại tin chắc một điều, ông Gedalia là một người rất tốt, rất có danh tiếng, lại tin như vậy. Bởi vì khi mà nghe ông Gedalia là con của Ahikam, cháu của Safan được chọn làm tổng đốc thì sao? Thì nhiều người mà đang làm những người mà ở những cái đảng còn giữ chốn thôn quê cùng thủ hạ, có nghĩa là những người lãnh đạo những cái đảng, những cái nhóm nhỏ đó, bắt đầu cũng cũng nghe và bắt đầu quay trở lại. Rồi những người đang lưu lạc ở ở các nước khác họ cũng cũng trở về. Ở đây chúng ta thấy kể tên ra. Ở đây kể tên là rất là nhiều nha. Nếu mà chúng ta học thì chúng ta sẽ thấy là Ít-ba-en, con trai của Nethania, Johanan và Jonathan, con trai của Careat. Chứng tỏ rằng sao? Đây là những con người có tên và lại tin rằng đây là những người cũng có danh tiếng. Là những người lãnh đạo những nhóm nhỏ có danh tiếng. Như vậy thì khi Chúa chọn chúng ta để chúng ta làm việc Chúa, Chúa sẽ đem những người có danh tiếng khác, những người sẽ cùng làm việc tốt với chúng ta đến với chúng ta. Chúng ta không phải lo. Ở đây chúng ta thấy rằng ông Gerali này, ông không có biết những người này ở đâu để ông mời ông gọi đâu. Nhưng mà Chúa đã đem những người này trở về với ông. Và những con người này lại tin rằng những người này những người có danh tiếng, bởi vì tên của họ được kể ở đây. Không phải dễ để được kể tên ở đây, cho nên họ được kể tên, chứng tỏ rằng đây là những người lãnh đạo những nhóm
ở khắp nơi là những người rất giỏi, nhưng họ đã trở về để cùng với Gedalia tiếp tục công việc. Và còn có những người ở các nước khác nữa cũng quay trở về làm. Và chúng ta lưu ý một điều đó nữa là gì? Đó là Chúa đã ban cho họ một vụ mùa bội thu, một vụ mùa được ơn. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì bài học ở đây dành cho những người được Chúa chọn, đó là yên tâm khi Chúa chọn chúng ta để đặt vào một vị trí nào đó để chúng ta làm công việc của Chúa. Chúa sẽ đưa đến những người giúp đỡ chúng ta, mặc dù chúng ta không biết họ là ai ở đâu. Nên nhớ điều đó. Bởi vì mình tin chắc mình được Chúa chọn thì Chúa sẽ giúp đỡ mình về tổ chức, về tài chánh, về mọi phương diện, và ngay cả về phương diện mà về cái mùa màng đó, chúng ta thấy Chúa ban phước cho họ trên công việc của chính họ. Vậy thì cô chú anh chị em hãy vững tin, khi chúng ta bước đi theo Chúa, Chúa đặt để chúng ta một vị trí nào, Chúa chọn lựa để chúng ta làm công việc của Chúa, Chúa sẽ đưa nhiều người đến với chúng ta để chúng ta cùng làm. Và hãy nhớ, đó đều là những người được Chúa chọn. Những người lãnh đạo những nhóm nhỏ đến với ông cũng là những người được Chúa chọn. Ở đây không có nghĩa là chỉ một Gedalia được chọn đâu. Lại tin rằng ông Gedalia được chọn, nhưng những con người được nhắc tên ở trong chỗ này cũng được Chúa chọn nữa. Đây, những người mà Ismael, Nethania đúng không? Đây là những người được Chúa chọn. Vậy thì chúng ta là người được Chúa chọn, Chúa sẽ đưa đến những người Chúa chọn để cùng làm việc với chúng ta, để tất cả chúng ta là những người được Chúa chọn. Và nhớ, nếu Chúa chọn chúng ta cùng làm việc chung với nhau, thì tại sao mình còn không khớp được với nhau, mình còn chọi với nhau, mình còn gọi là chống đối nhau hay đối đầu với nhau? Không được. Xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta biết rằng Chúa chọn mình và Chúa cũng chọn anh em mình đến với mình để cùng làm việc chung với mình nữa. Và cảm ơn Chúa. Chúng ta quay lại với câu hỏi của bài học. Bạn có biết ơn Chúa vì Ngài đã vui lòng chọn bạn để phục vụ Ngài không? Và như bài học ở trên chúng ta thấy đó. Thứ nhất, nhớ nha, chúng ta phải yêu mến Chúa thì Chúa mới chọn chúng ta. Nhưng Chúa chọn chúng ta không phải vì chúng ta có khả năng. Nên nhớ điều đó. Người có khả năng, người giỏi đến mấy mà không có tấm lòng, không yêu mến Chúa, không trung tín với Chúa thì không làm được gì đâu. Cho nên chúng ta phải yêu mến Chúa, và Chúa chọn chúng ta không vì cớ khả năng của chúng ta đâu, nhưng vì ơn Chúa chọn để chúng ta được làm công việc của Chúa. Hãy cảm ơn Chúa ở tại cái vị trí mà cô chú anh chị em đang được Chúa đặt để đó, bởi vì Chúa chọn cô chú anh chị em đó. Hãy biết ơn Chúa vì Chúa chọn, mà hãy nói với Chúa rằng con không có khả năng gì hết, con không có xứng đáng gì hết. Cảm ơn Chúa. Bây giờ để tin rằng mỗi chúng ta có bài học mà Chúa nhắc nhở chúng ta, xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con nhận biết ân sủng lớn lao Ngài đã dành cho con. Ngài đã vui lòng chọn con để biến đổi cuộc đời con trở nên người phục vụ Chúa ở vị trí hiện tại của con. Dù không phải mục sư, dù không phải là người chấp sự hay ở vị trí nào cao trọng lắm đâu, nhưng ở vị trí hiện tại Chúa sử dụng con, Chúa sử dụng chúng con. Dù ở vị trí nào, chúng con cũng cảm ơn Chúa bởi Ngài chọn để chúng con được phục vụ Ngài. Xin giúp con luôn sống theo lời Chúa dạy, để cuộc đời con đem lại ích lợi cho nhiều người. Cảm ơn Chúa. Chúa Thánh Linh ơi, xin giúp chúng con. Xin cho chúng con là những người được Chúa chọn để chúng con làm việc chung với nhau ở trong tình yêu và sự vâng phục Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.